Kamen Rider Kiss trailer cũng như những hình ảnh được leak ra trong tập 6 cho chúng ta thấy điều gì? Màn đầu tiên là sự thể hiện lần nữa của Cowboy Bebop với sức mạnh của zombie. Lúc này thì anh đã có thể càn quét bằng chiếc lưỡi cưa quỷ diệt của zombie và bộ móng của mình. Zombie từ Bebop sử dụng cưa khá nhiều thay vì móng và tận dụng toàn bộ sức mạnh của zombie thì hiện tại có Kiss mà thôi. Còn Bebop thì liều mạng chém cưa để hủy diệt toàn bộ chiến trường. Tiếp theo là những hình ảnh phòng chờ của Kamen Rider Kiss. Lúc này họ sẽ được bốc thăm trở lại. Kamuromari đã chứng minh ông ấy đã mua tấm sticker đặc biệt để giúp cho tất cả mọi người khả năng bốc thăm lại. Và cặp mà ông ấy muốn chính là Buffa. Và người còn lại Punjack sẽ được đẩy qua cho Kamen Rider Tycoon, giống như cách mà anh ấy ngỡ ngàng trong thời điểm hiện tại. Tiếp đến là những hình ảnh chúa hề được diễn ra khi Kamen Rider Kiss lại sử dụng Hammer từ Nago. Nhưng mà đã nói tới, ở tập trước anh ấy đã phải dùng rất nhiều thứ để giúp Nago bắt kịp bản thân, nên lần này anh ấy sử dụng những vũ khí nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Và đây có thể là chiếc Buzzcle của Nago. Tất nhiên là như vậy rồi, và Nago đã trao lại cho Kiss, vì dù sao anh ấy cũng đã giúp cô mạnh lên và trao Claw cho cô, nên cô quyết định trao lại Hammer cho Kiss. Và màn này họ sẽ đánh bại được thêm bao nhiêu tên Yamato hình dạng lá bài đây? Nhìn Kiss đã nắm giữ tất cả thứ trong tay thì anh ấy sẽ là người chiến thắng mà thôi. Hình ảnh kế tiếp ta thấy được sự vui mừng của Nago khi nhìn Skid, một con người vĩ đại như Kiss, một người ở đấng bề trên mà lại nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy. Cô ấy gần như đã phải lòng Kiss hay sao? Và nụ cười vô cùng hồn nhiên khi nhìn crush của mình liệu phải là sự thật. Phần Kewa đưa cả push nhưng mà vẫn là một chàng vô dụng. Đúng buồn. Thậm chí bây giờ với hình ảnh tế tiếp, anh ấy còn kết hợp với Kanaver Benzak. Và lần này thậm chí họ không phải đối đầu trên Yamato mà đang kẹt trong căn phòng luyện tập với nhau. Căn phòng luyện tập này đã được xuất hiện khá nhiều lần tập 5 khi mà Nago cũng như Kiss đã phải luyện tập ở đây. Còn nữa là Buffa đã tự chiến đấu một mình tại căn phòng này. Lần này lại là Tycoon cũng như Benzak. Với hành động hiện tại có thể như Benzak không nghe lời Tycoon như lắm, vì bản chất của cả trò chơi này Tycoon có thể tính là người mờ nhạt nhất, nên vì vậy Benzak là một con người nên ấy có vẻ sẽ không tuân theo lệnh của Tycoon và quyết định sẽ đứng yên và chẳng làm gì cả. Cuối cùng là những hình ảnh về quyết định của Buffa khi anh nhớ về quá khứ cũng như lời đề nghị của Kamuromari. Điều mình thắc mắc là nếu bốc thăm thì cách nào để Mori khẳng định rằng người được bốc thăm trúng sẽ là Buffa? Đó là điều mình thấy thắc mắc. Nếu được chọn trực tiếp thì liệu tấm cạc này có quá bá đạo hay không? Và hình ảnh cuối cùng là sức mạnh Boost lần đầu tiên trong cuộc đời sau khi Kiss sử dụng tập trước. Thì có một kẻ khác ngoài Tycoon có thể nhặt được Boost, đó là Buffa hay là Mori, khả năng cao chính là Buffa. Mari sẽ đóng vai trò phụ trợ tập này mà thôi, để thể hiện sức mạnh hủy diệt từ Buffa kết hợp với đôi chân zombie cùng với cơ thể trên của Boost. Thì mình nghĩ càng quét khoảng 4-5 tên lá bài cùng một lượt và lại làm chúng hủy diệt chỉ tính bằng một đòn cũng là điều đơn giản ở form này mà thôi. Những hình ảnh được trích ra trong tuần này chúng ta chả thấy có nhiều đặc biệt. Tất cả như mình nói đã ở trong đoạn trailer rồi, chỉ có sự đặc biệt duy nhất đó là sự tuyệt vọng của Tycoon khi biết bắt cặp mình sẽ là Benzak, và có lẽ như không có cách nào để làm cho hắn ta giúp ích được gì trong trò chơi cặp, và anh nghĩ anh sẽ là người bị lỗi tiếp theo. Và cũng một điều thú vị là ai sẽ là kẻ bị lỗi tiếp theo? Trong tấm hình kế tiếp của Benzak thì hắn ta hoàn toàn áp đảo hai tên Yamato. Đây là những tên được tạo ra trong căn phòng luyện tập và hắn ta khả năng một mình cân hai, nên thể hiện sức mạnh của Benzak cũng không yếu gì cho cam. Điều đúng theo kịch bản thì mỗi dòng chơi sẽ bị loại bỏ một người. Những lá bài lần này kẻ bị loại bỏ sẽ là ai? Khả năng kẻ đó sẽ là Kamuromari. Tại sao hắn ta lại bị loại bỏ trong khi cặp đôi của hắn lại chính là Buffa? Như mình đã phân tích trong đoạn trailer, Buffa với sức mạnh của Boost ở phần trên cũng như đôi chân zombie thì ta có thể dễ dàng hủy diệt một cặp lá bài đơn giản và chỉ tính điểm cho mình Buffa mà thôi. Mari sẽ phải nhìn đói trong tập lần này và ta sẽ là người không có điểm duy nhất. Còn phần Benzak cũng như là Tycoon sau quá trình luyện tập, vì các bạn đã thấy họ luyện tập rất nhiều và có lẽ sẽ hạ được một cặp trong số 8 cặp quân bài. Còn cặp còn lại chắc chắn sẽ bị Kiss và Nago rồi, thì Kiss Nago sẽ có tổng điểm là 400. Còn về phần Buffa cũng như phần Tycoon mỗi người sẽ có 200 điểm. Chỉ riêng Mari là sẽ không có điểm trong phần này. Cho dù là như vậy thì chưa chắc tổng điểm của tất cả những bạn chơi Mari sẽ thấp hơn Tycoon. Và điều gì giúp Tycoon không bị lỗi? Vì dù sao đấy cũng là nhân vô cùng quan trọng. Người nào chơi, một người chơi đặc biệt là Kaoru Benzak, một người chơi không hề có liên quan tới trò chơi thì anh ấy có thể hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Đó có phải là cách để giúp cho Tycoon lật kèo với lại Kaoru Mary không? Đó là những thuyết của mình sẽ quanh Kaoru Kiss tập 6 về trailer những hình leak ra, mình là Rider Kiss. Rất mong các bạn ủng hộ mình. Hãy like, subscribe nha. Thanks for watching. Bye.